À, thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi tạm đặt cái tên video có tên là Tại sao phải định giá trị tài sản tranh chấp. À, thưa quý vị và các bạn, thì tôi có một cái hồ sơ tình huống thực tế, nó là như thế này. Ba mẹ có xây một cái căn nhà, thì khi ba mẹ chết thì không để lại di chúc, thì cái người em quản lý đó họ bảo rằng là ba mẹ đã tặng cho rồi. Thì sau cái lễ và 100 ngày của ba mẹ, của mẹ, thì họ đã có hành vi gọi là mâu thuẫn lẫn nhau. Và khi đó thì cái người em ở trực tiếp trong nhà, họ đã trưng ra cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của họ. Và sự việc kéo dài đến tòa án. Thì trong cái quá trình mà tòa án thu thập định giá, thì ban đầu tòa đã đưa vụ án ra xét xử, trong đó có định giá trị tài sản tranh chấp. Tuy nhiên thì bản án lại bị hủy và trả về sơ thẩm. Thì sau khi trả lại sơ thẩm thì cái người mà đang quản lý sử dụng, họ cơi nới thêm một cái công trình phụ là cái mái hiên cộng với những cái công trình nhỏ lẻ khác. Thì nguyên đơn là người khởi kiện mà bây giờ họ phải buộc lòng họ phải định giá lại giá trị tài sản tranh chấp. Thì họ mới hỏi tôi rằng là tại sao mà định giá lại hoài chi vậy. Thì tôi bảo rằng thực tế là vì cái hồ sơ nó quá dài. Tại thời điểm đó thì chỉ có cái nhà của ông bà, tức là ba mẹ của họ đó thôi. Còn bây giờ thì có cả cái công trình phụ nó tồn tại trên đất. Thì nếu như trong trường hợp cái công trình này tồn tại trên đất thì buộc lòng phải định giá. Để chi quý vị và các bạn biết không? Để làm căn cứ để xét xử. Nếu như trong trường hợp mà không định giá thì khi tòa tuyên mà cái toàn bộ cái quyền sử dụng nhà và đất này nó là công sức, là tài sản của cái phía bên người xây dựng đó mà không được hoàn trả thì dẫn đến vi phạm tố tụng. Mà vi phạm tố tụng thì dễ đến hủy, bản án sẽ không có hiệu lực thi hành. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái ví dụ nữa. Tôi có một cái vụ tranh chấp về tài sản thừa kế. Vụ kiện đi dài khoảng 10 năm. Tôi trong cái quá trình ban đầu thì ví dụ như tổng cộng là có 1.000 mét quý vị và các bạn, thì có 4 người thì mỗi người là 2.500 mét. Tuy nhiên rằng là cái việc mà cái nguyên đơn khách hàng tôi khởi kiện là như vậy. Tuy nhiên rằng là trong cái quá trình mà hòa giải đó thì phía bên bị đơn đó, họ trưng ra một cái hợp đồng tặng cho, trong đó là có ba mẹ đã cho hết toàn bộ cho họ và họ không có đồng ý. Bản án phúc thẩm thì hủy trở lại. Thì các bạn biết không, cái căn nhà mà từ trước năm 1975 tới nay thì nó đã xuống cấp rất là trầm trọng. Thì tôi thì cũng đã áp dụng những cái biện pháp gọi là cấm thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp. Tuy nhiên rằng là trong một cái chút gì đó thì mình cũng phải có những cái gọi là uyển chuyển. Thì thôi để cho họ xây lên để họ ở. Chứ còn nếu như trong trường hợp xuống cấp như vậy thì sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng thì sao. Và sau khi mà, tại vì đang trong trên cái nguyên tắc là hồ sơ đang thụ lý ở tòa thì không có thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp. Tuy nhiên thì cái bị đơn này họ cũng đã xây lại và làm mới lại. Thì theo thỏa thuận ban đầu giữa tôi với lại tất cả khách hàng thì chúng ta sẽ lấy những cái phần đất trống liền kề đó, mà chúng ta sẽ không lấy căn nhà, mà sẽ không tranh chấp căn nhà để cho nó dễ tính toán. Sau khi mà thực hiện cái toàn bộ cái việc đó thì tòa bảo không được, phải tiến hành tất cả những gì liên quan đến quyền sử dụng đất với tài sản đất thì bắt buộc phải đo vẽ, phải định giá. Và thêm một lần nữa thì đây là lần thứ hai sẽ tiến hành định giá. Định giá để biết được giá trị tài sản này
để xác định được giá trị tài sản là di sản thừa kế của ba mẹ hay là tài sản này là chủ sở hữu là cái người mà bị đơn, để dễ tính. Ví dụ sau này đi, nếu trong trường hợp tổng cái tài sản của người ta là 1 tỷ đồng thì trên nguyên tắc trong có định giá nhà, quý vị và các bạn ạ, và định giá đất, thì trong cái định giá nhà thì ví dụ như là nhà là 300 triệu thì trong 300 triệu này có 100 triệu là của ba mẹ, còn 200 triệu là của người chủ sở hữu, người họ mới làm lại đó, thì họ sẽ ưu tiên cái phần đất mà gắn liền với cái căn nhà đó. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ sẽ không múa rìu qua mắt thợ một số anh chị em, một số thẩm phán làm chuyên nghiệp. Tuy nhiên bằng cái sự nỗ lực rất là cố gắng thì văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta muốn gửi đến cho quý vị và các anh chị. Nếu quý vị và các anh chị có những cái câu hỏi thì cứ chủ động gọi cho luật sư hoặc theo cái Gmail. Hiện tại thì tôi có vào khoảng chừng hơn 20 cái Gmail chưa trả lời. Tuy nhiên rằng tôi sẽ ráng cố gắng trả lời cho các bạn trong cái chương trình kế tiếp. Kính mong quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.